Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền diện tích bề ngang 520 pháp lý thổ cư. Thì đây thuộc cũng là phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì trong hẻm 6789, đường lộ giới trước nhà là đường 4m, ô tô có thể tới vị trí nền. Thì diện tích bề ngang 520 100m thì có 90m thổ cư, còn lại là 10m cây lâu năm. Quay về hướng nam, đây nhà cửa cũng rất là đông đúc, cách đường Nguyễn Văn Linh đâu đó tầm khoảng chừng 150m, ra tới chợ Bà Bộ thì khoảng 600-700m là tới chợ Bà Bộ. Đại học Y Dược thì khoảng cây số là tới Đại học Y Dược. Khu này thì ở rất an ninh, rất là yên tĩnh luôn. Nhà cửa rất là đông. Ở đây thì dân sinh sống thì cũng rất là hòa đồng, dễ chịu, dễ mến ha. Thì khu vực này người ta trồng bông Tết cũng rất là nhiều luôn. Nếu về đây là gần Tết là đi ngang thì thấy bông nở rất là nhiều. Thì vị trí nền nó sẽ cặp theo cái mí nhà ở đây. Từ đây chạy ra phía sau đằng đó là 20m, từ ngang 5m thì tới cái cây trụ, chỗ cái cây này đó, có cây trụ bê tông luôn ha, ranh gốc cũng rất là rõ ràng. Này về cất nhà được liền nha, ở yên tĩnh gần trung tâm thành phố Cần Thơ, cách Đại học Y Dược đâu đó tầm khoảng 1,5 cây số là tới Đại học Y Dược, Đa khoa Trung ương, rồi Bệnh viện Quốc tế Phương Châu ha. Còn nếu đi về Đại học FPT Nam Thơ thì khoảng chừng 2 cây số nha, 2 cây số là tới Đại học FPT, Bệnh viện Nhi Đồng luôn. Nhà cửa thì cũng rất là đông đúc ha. Đây nhà, đây thì cái nhà này nhà trọ, cái bên này trước mình là nhà nè, ha, vô đây thì cũng hết đường ha. Đây còn nguyên khu này nữa. Này gần lộ 40m của đường Nguyễn Văn Linh thông qua Võ Văn Kiệt nha, cặp bên luôn, cách khoảng chừng 100m ha. Qua cái đám cây này là tới đường 40m à. Khu vực Bình Phó A, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một cái nền 520 giá chỉ 1,850 tỷ sở hữu ngay, có hỗ trợ dây ngân hàng, dây khoảng 1,3 tỷ, 1,580 tỷ luôn, hỗ trợ dây ngân hàng 1,580 tỷ là 1,580 tỷ luôn. Đó, nhà cửa khu vực này thì cặp bên thì cũng có cái đường ngã ba đi thẳng vô trong nữa, nhà cửa vô trong rất là nhiều luôn. Thì mí nền mình từ qua đây quanh đây là 5m, chạy dài vô là 20m ha, dài vô trong là 20m bằng cái mí nhà này. Từ vị trí này sẽ đi quanh đây và quanh đây cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo khu vực này luôn ha. Đây cái đường này còn đi dài vô trong, nhà cửa thì vô trong rất là nhiều luôn. Ở đây có cái nền gốc kêu 2,5 tỷ nữa nè. Này cái nền gốc như đây, từ đây qua tới miếng tôn đó chạy dài vô trong đó. Đang như 30. Hình như là cũng 20. Thì từ vị trí này sẽ chạy ra đường Nguyễn Văn Linh cho quý khách anh chị em xem ha. Đó, đây người ta trồng bông, người ta để nè, bông Tết chuẩn bị ra bông đúng không? Đó, bông nhóc chân luôn, các loại bông. Này quay cũng gần Tết, tháng này tháng gần tháng 11 nữa ha. Đó, bông Tết nè, đẹp không? Nhà cửa thì rất là đông đúc luôn.
đây cũng là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ rồi ha. Với cô chú anh chị em nào quan tâm thì xin lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán nha. Đây là ngang cây xăng số 9, đường này là hẻm 789, ngang cây xăng số 9 luôn, quẹo cha phải là ra chợ Bà Bộ nha. Quẹo qua đây là ra chợ Bà Bộ. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.